Nhắc đến nhóm nhạc One Direction, ta không thể bỏ qua sự cá tính của nam ca sĩ Harry Styles. Năm 2016, nhóm nhạc One Direction tuyên bố tan rã và Harry Styles có định hướng phát triển sự nghiệp solo riêng. Theo đó, phong cách âm nhạc lẫn thời trang của anh thay đổi nhanh chóng, mà cụ thể ở đây, anh đã rũ bỏ hình ảnh nam tính đơn thuần, rũ bỏ những chiếc áo phông, quần bò, áo vest lịch lãm và khoác lên mình những bộ đồ nữ tính hóa hơn. Đối với Harry, nếu không mặc một món đồ nào đó chỉ vì nó là đồ cho phái nữ, bạn đã tự đóng lại cả một thế giới thời trang tuyệt vời. Trong tinh thần nữ tính hóa mạnh mẽ đó, rất nhiều ngôi sao khác cũng không ngại xuất hiện trong các bộ cánh nữ tính hơn như nam diễn viên Timothy Chalamet hay ca sĩ rapper Lil Nas X. Và quan trọng là sự nữ tính hóa ấy không làm mất đi tính nam của họ. Sự nữ tính hóa của nam giới trong thời đại hiện nay đang là một hiện tượng xã hội đáng chú ý. Điều này diễn ra khi những đặc điểm truyền thông liên quan đến vai trò và hình ảnh của nam giới trong xã hội bị thay đổi hoặc phá vỡ. Trong quá khứ, nam giới thường được coi là biểu tượng của sự mạnh mẽ, sự độc lập và quyền lực vật chất. Tuy nhiên, ngày nay, những quan niệm này đang dần trở nên mờ nhạt và thay thế bởi sự thúc đẩy của những giá trị và quan điểm mới về giới tính. Vậy, điều này đang xảy ra như thế nào? Nguyên nhân gì đã thúc đẩy nam giới tự do thể hiện sự nữ tính? Hãy cùng Spyroom khám phá qua bài viết Nữ tính hóa ở nam giới, điều gì đang xảy ra với phái mạnh của tác giả Videma đăng tải trên website Spyroom nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Có thể mọi người không biết mình thích gì, chả làm sao. Cái việc ai đấy biết mình thích gì là một chuyện rất là khó. Đừng cố gắng đi tìm đam mê, kệ nó đi. Tại vì cái ngành nó hơi khổ, trông có vẻ hào nhoáng ở đâu đấy thì nó cũng khá là chân tay. Mọi người phải hiểu về sản phẩm, hiểu về cái domain đấy, hiểu về cái khách hàng đấy, vì sao sản phẩm nó đang ra được tiền, vì sao nó đang bị thất thoát tiền ở đâu đấy đi, ở đâu thì khách hàng họ đang cảm thấy không hài lòng đó. Một thay đổi nhỏ như thế, chỉ một tách thôi, nhưng những cái value của nó thì cực kỳ lớn. Hầu hết mọi người đều là những con thỏ, mọi người làm trong ngắn hạn rất giỏi nhưng của mọi người không tập trung. Anh muốn là một con rùa, anh muốn là nhìn thấy một cái đích và ok đấy, đích của tôi đi đến mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Sự nữ tính hóa của nam giới có thể xuất hiện ở nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm diện mạo, thái độ, hành vi và cảm xúc. Điển hình của sự nữ tính hóa ở nam giới có thể là việc thể hiện sự nhạy cảm, sẵn sàng lắng nghe, thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên hoặc đảm nhận các vai trò được cho là truyền thống của phụ nữ như là chăm sóc gia đình và công việc nội trợ. Vậy, nguyên nhân gì đã góp phần tạo nên sự nữ tính hóa này? Tiến bộ xã hội và thay đổi quan niệm về giới là hai trong số các nguyên nhân hàng đầu đã làm nổ ra sự nữ tính hóa ở nam giới. Xã hội ngày càng nhận thức rõ hơn về sự đa dạng và linh hoạt của giới, không chỉ giới hạn trong hai hình ảnh nam và nữ. Các quan niệm cũ về vai trò giới đang bị mờ nhạt và thay thế bởi những quan điểm mới về sự đa dạng và sự phân biệt giới. Sự tiếp cận đa chiều về giới đã tác động đáng kể đến sự nữ tính hóa của nam giới. Quan điểm về giới đã mở rộng và không chỉ tập trung vào những đặc điểm nam tính truyền thống. Nam giới có thể thể hiện các đặc điểm nữ tính một cách tự nhiên và tự do hơn. Bởi vì giới không chỉ được xem là một khái niệm hai chiều, mà là một mô hình đa dạng và độc đáo. Tác động của nền văn hóa và môi trường xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nữ tính hóa của nam giới. Những giá trị và quy chuẩn xã hội đã thay đổi theo thời gian, và sự thay đổi này tạo ra cơ hội cho nam giới để khám phá và thể hiện các đặc điểm nữ tính mà không bị coi là không phù hợp. Tự do cá nhân và quyền tự quyết là một yếu tố quan trọng trong sự nữ tính hóa của nam giới. Nam giới có quyền tự do lựa chọn cách thể hiện và định nghĩa bản thân mà không bị ràng buộc bởi những quy chuẩn xã hội cứng nhắc. Điều này cho phép nam giới tự do thể hiện các yếu tố nữ tính mà họ cho là phù hợp với cá nhân và bản thân mình. Sự tăng cường vai trò của phụ nữ trong xã hội cũng có tác động đáng kể đến sự nữ tính hóa của nam giới. Khi phụ nữ nắm giữ vị trí quan trọng trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, nam giới có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện các yếu tố nữ tính để tương tác và đồng hành với phụ nữ trong các môi trường này. Thay đổi khái niệm về đàn ông và nam tính cũng góp phần vào sự nữ tính hóa của nam giới. Trước đây, nam tính thường được định nghĩa bởi sự mạnh mẽ, độc lập và quyền lực vật chất. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khái niệm về nam tính đã mở rộng để bao gồm những yếu tố như sự nhạy cảm, sáng tạo, khả năng chăm sóc và tương tác xã hội. Điều này cho phép nam giới thể hiện các yếu tố nữ tính mà không bị coi là mất đi sự nam tính. Sự đổi mới trong vai trò gia đình cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sự nữ tính hóa của nam giới. Trong các gia đình hiện đại, vai trò của nam giới trong việc chăm sóc gia đình và nuôi dưỡng con cái đã trở nên quan trọng hơn. Nam giới có thể thể hiện sự nữ tính hóa bằng cách thể hiện tình yêu, sự chăm sóc và sự đồng cảm đối với thành viên gia đình. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về vai trò gia đình và cách nhìn nhận về vai trò của nam giới trong xã hội. Gương mẫu và vai trò của gia đình cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự nữ tính hóa của nam giới. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quan điểm và giá trị về giới tính.
Khi gia đình khuyến khích nam giới thể hiện sự nhạy cảm, tình cảm và chăm sóc, nó tạo ra một môi trường cho nam giới để phát triển và thể hiện các yếu tố nữ tính. Gương mẫu trong gia đình có thể là nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho nam giới trong quá trình khám phá và chấp nhận các yếu tố nữ tính của mình. Sự nhận thức và giáo dục là yếu tố quan trọng trong việc thay đổi quan niệm về giới và vai trò của nam giới. Chương trình giáo dục mở rộng về giới, tăng cường sự nhận thức về sự đa dạng giới và khuyến khích nam giới thể hiện và định nghĩa bản thân một cách tự do hơn. Nó cũng giúp nam giới hiểu rõ về vai trò và đóng góp của mình trong xã hội. Sự ảnh hưởng của phương tiện truyền thông không thể bỏ qua trong việc gây ra sự nữ tính hóa ở nam giới. Phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và mạng xã hội có thể tạo ra hình ảnh và mô hình cho nam giới. Khi phương tiện truyền thông đa dạng hóa các hình ảnh và câu chuyện về nam giới, bao gồm cả việc thể hiện sự nhạy cảm, tình cảm và các yếu tố nữ tính khác, nó khuyến khích sự nữ tính hóa tích cực trong nam giới. Xin lưu ý rằng, những nguyên nhân kể trên chưa thể chứa đựng sự bao hàm do sự nữ tính hóa ở nam giới là một hiện tượng phức tạp và có nhiều nguyên nhân tương tác. Mỗi nguyên nhân có thể ảnh hưởng khác nhau đối với từng cá nhân và môi trường xã hội cụ thể. Từ những nguyên nhân trên, chúng ta đang chứng kiến việc một thế hệ đàn ông đang thoải mái tự do lựa chọn hình mẫu cho bản thân mà không phải tuân theo bất cứ chuẩn mực nào, đồng thời cũng để số đông nới lỏng góc nhìn của chính mình và chào đón sự đa dạng hóa. Sự kỳ vọng vô lý và cái bẫy mang tên tiêu chuẩn kép. Sự nữ tính hóa ở nam giới có liên hệ mật thiết với áp lực mà nam giới phải đối mặt ngày nay và sự kỳ vọng của xã hội dành cho họ. Với những chuẩn mực về hình mẫu đàn ông truyền thống như độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán và thành công về mặt vật chất, thì đâu đó, nam giới vẫn hứng chịu sự trách móc khi bị cho là độc đoán, khô khan, thiếu cảm thông và đôi khi là gia trưởng ở một số xã hội còn nặng các tư tưởng phong kiến. Thì lúc này, sự nữ tính hóa của nam giới mở ra cơ hội cho họ thể hiện các yếu tố nữ tính như sự nhạy cảm, tình cảm và khả năng chăm sóc. Thoạt nghe có vẻ bùi tai, nhưng liệu chúng ta có chấp nhận một người đàn ông có những giá trị vô cùng tuyệt vời của phái nữ nhưng lại kiếm tiền ít hơn vợ? Ngoài gánh nặng của một trụ cột gia đình trên khía cạnh kinh tế, nam giới ngày nay còn phải đáp ứng quy chuẩn về mặt ngoại hình. Đồng ý với việc anh bụng bia và trông có vẻ hơi lùn, nhưng miễn anh nhiều tiền và bước xuống từ xế hộp thì chẳng em nào dám hò he. Nhưng vòng vây của quy chuẩn nam giới đâu dễ buông thả anh đến thế, bởi nếu anh không có body 6 múi, bờ vai rộng cùng khuôn mặt hút mắt, xen lẫn vẻ phong trần, thì chẳng thể bằng mấy anh tổng tài tuổi ngoài 30, body cường tráng như tuổi đôi 10 và sở hữu khối tài sản bằng cả đời người cộng lại như phim bộ Trung Quốc vẫn hay tô vẽ. Ở đây chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là liệu top 10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới có đại diện cho quy chuẩn sắc đẹp cho phần đông còn lại hay không? Những bảng xếp hạng như thế này có thực sự cần thiết hay không? Và có phải nó đang cổ suý tiêu chuẩn kép về đàn ông hay không? Họ bắt anh phải có phong thái của một trai hư, nhưng cư xử của anh thì luôn phải đỉnh đạt như một quý ông. Không cần biết bộ dạng cứng rắn mạnh mẽ anh ấy đã phải che đậy tỉ mỉ đến thế nào, kể cả anh có yếu lòng đánh rơi giọt lệ cũng không được phép đánh rơi sự nam tính của mình. Cái nam tính của anh phải đi đôi với sự mềm dẻo, để mà biết lắng nghe, biết chiều chuộng, biết khéo léo cho vừa lòng người khác. Tất cả những điểm trên có thể gây ra sự thay đổi, mâu thuẫn và áp lực đối với nam giới khi họ phải đối mặt với sự đòi hỏi của các tiêu chuẩn nam tính truyền thống và đồng thời cố gắng thích nghi với sự thay đổi xã hội. Điều gì đang xảy ra với cả hai giới? Trong bài viết Feminizing Boys as We Masculinize Girls được đăng trên trang Psychology Today do tiến sĩ ngành tâm lý học Mark Sherman viết, tập trung vào sự thay đổi về giới trong xã hội hiện đại. Bài viết nêu rõ ràng xã hội đang chứng kiến sự diễn ra của hiện tượng nữ tính hóa nam giới và nam tính hóa nữ giới. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng và tôn trọng giữa nam và nữ giới trong các quy chuẩn và kỳ vọng về giới. Tác giả đặt ra câu hỏi về tác động của sự thay đổi này đến cả nam và nữ giới. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra một môi trường tôn trọng và đồng nhất cho các giới, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng và áp lực xã hội có thể đối với các giới. Bài viết kết luận bằng việc khuyến khích việc xem xét và thảo luận sâu hơn về vai trò và định nghĩa của giới trong xã hội. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển và tự do cá nhân của nam và nữ giới, tạo ra một môi trường tôn trọng và công bằng cho tất cả mọi người. Tạm kết. Thà chạy theo kỳ vọng và quy chuẩn của chính mình đặt ra cho bản thân, còn hơn là chạy theo số đông và luôn phải căng thẳng bởi thang điểm mang tên quy chuẩn xã hội. Mình thà chết trong chính cái hố mình đào, còn hơn là chết trong cái hố mà thằng khác định chôn mình, phải không anh em? Nói về để mỗi chúng ta luôn đặt ra quy chuẩn và kỳ vọng chính đáng cho bản thân và không để cho quy chuẩn của bố con thằng nào định nghĩa xem mình là ai. Miễn là sống đáng mặt nam nhi, anh em nhỉ? Và đó là toàn bộ bài viết Nữ tính hóa ở nam giới, điều gì đang xảy ra với phái mạnh của tác giả Videma. Xem đến đây rồi, nếu như bạn có bất kỳ ý kiến gì thì đừng ngần ngại chia sẻ cùng Spyroom ở phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!